Hầu tử đã chết rồi, đã bị người ta giết. Họ vu oan cho ta giết đó. Không phải vậy đâu lão già. Dương đại bá chỉ có một người con trai, cưng chiều còn không hết, sao đại bá có thể giết con ruột của mình được chứ? Không thể như vậy đâu. Tại sao hổ tử lại chết vậy? Do đại bá, chuyện này xảy ra như thế nào? Dương Tiêu, hồ sơ vụ án của ngươi ta đã xem qua rồi, hơn nữa cũng đã cho người đến nhà của ngươi để điều tra. Ta biết ngươi trong sạch, nên hôm nay bổn quyền quyết định tha bổng ngươi ngay trên công đường này. Ông nói sao? Thả tôi ra. Đúng vậy. Ngoài ra, bổn quyền cũng giao cho ngươi một việc. Sau khi ngươi ra ngoài, lập tức giúp ta đi tìm kiếm hung thủ đã giết hại đứa bé đó. Một khi có manh mối, cần lập tức báo ngay cho ta biết. Dạ. Nếu bắt được hung thủ này, cũng chính là cứu được rất nhiều đứa trẻ khác. Ngươi có hiểu không? Dạ. Lão già, con cũng muốn đi theo dịch lão bá, đi tìm hung thủ đã giết hung tử. Được. Các ngươi cùng đi đi, nhưng nhất định phải cẩn thận đó. Bọc lão già, có Dương Tiêu ta đi theo, lão già hãy yên tâm. Tôi nhất định phải tìm được hung thủ trả thù cho con trai tôi. Được. Đi đi. Viên lão gia thực sự là một con người tốt bụng. Nếu như lão gia đến đây sớm hơn thì hổ tử của ta cũng đâu có đến nổi. Ê, ê, không được ngồi đây. Đi chỗ khác mơ lên, đi. Viên đại bá. Nếu như hổ tử còn sống, chắc cũng lớn bằng con rồi. Nếu như ngày đó không được Tiểu Thuần Tử cứu con, thì chắc chắn con cũng đã đi theo hổ tử. Giờ đại bá, đại bá có biết cha của con đã chết rồi hay không? Bây giờ mẹ của con lại không biết đi đâu. Nếu như đại bá không chê con, thì con làm con của đại bá có được không? Con sẽ hiếu thảo với đại bá như hổ tử nha. Thật à? Dạ. Con chịu nhận ta làm cha. Cha. Ôi, hay quá. Con ngoan, hay lắm. Vậy thì cha con ta cùng cố gắng tìm ra hung thủ để trả thù cho hổ tử nha con. Dạ, chưa cha. Thì hiện con đang ở đâu? Con không có chỗ ở. Thôi, đi về nhà của cha ở. Dạ. Cha, đi cẩn thận đó. Lão gia, đưa trên xe cả đó. Dạ. Mở lên, mở lên. Mở lên. Nghĩa phụ. Nghĩa phụ nhìn xem. Thế nào? Nghĩa phụ. Trời. Đây là mấy đứa người tặng cho ta đó hả? Hả? Nghĩa phụ à, nhiều đứa vì mất máu nhiều quá đã chết ở dọc đường, cho nên chỉ còn lại có vài đứa này thôi. Mấy đứa này có còn giống người không vậy? Hả? Tụi nó có khác nào là ma chứ? Đứa nào cũng bệnh hoạn hoạn, còn ốm hơn cả cây sậy đó. Nghĩa phụ à, nghĩa phụ. Ta nói cho người biết, nếu như đưa mấy đứa này vào trong cung, không làm cho hoàng thượng sợ chết mới lạ đó. Tại sao ngươi không tìm kiếm những đứa bé tốt hơn cho ta chứ? Ngươi làm việc cho ta như vậy hả? Nghĩa phụ à, nghĩa phụ nghe con nói đã. Nghĩa phụ nghe con nói nè, những đứa bé này đều là con gia đình nghèo cả, từ nhỏ ăn không đủ no, cho nên họ mới như vậy thôi. Thế ngươi không biết tìm những đứa ăn no hay sao? Dù sao cũng phải trông giống người một tí chứ. Nghĩa phụ à, những đứa như vậy chỉ có ở những gia đình giàu sang, mà những gia đình đấy thì quản lý con cái nghiêm ngặt lắm. Ta nói cho ngươi biết, ta cần những đứa tiểu thái giám có thể hình đàng hoàng và trông giống người, không phải là những thứ này. Ngươi nghe chưa? Đi nhanh cho ta kiếm. Nghĩa phụ à, nghĩa phụ, vậy còn những đứa này thì sao ạ? Một đứa còn lấy được à? Nghĩa phụ, con ta nói cho ngươi biết, ngươi đã nhận tiền bạc của ta đó thì phải làm việc cho ta. Nếu như tiền bạc không đủ, ta còn có thể chi thêm. Nếu như việc này không xong á, thì đừng có trách nghĩa phụ ta không khách sáo với người đó. Nhảy xuống đi. Nhảy xuống đi. Nhảy xuống. Nhảy xuống đi.
Thiệt nhanh là. Lên nhảy xuống nhanh lên. Nhanh lên đi. Mở lên, mở lên. Nhanh lên đi. Mở lên. Nhanh lên. Mở lên. Mở lên. Nghe ta nói nè. Hả? Lần này đi về tìm cho ta những đứa con gia đình giàu có. Nếu không xong việc á thì mạng của chúng ta khó mà giữ được. Dạ biết. Nhanh lên, nhanh lên. Dạ, dạ, dạ. Đường nguyên cáo và bị cáo thăng đường. Truyền nguyên cáo và bị cáo thăng đường. Bái kiến thành thiên đại lão gia. Đứng dậy trả lời. Dạ. Tạ ơn lão gia. Các ngươi ai là nguyên cáo, ai là bị cáo? Dạ tôi là nguyên cáo, tôi là nguyên cáo. Ông kiện cáo việc gì? Lão gia, kẻ ăn trộm này đã ăn cắp bắp ở trong ruộng của tôi, bị tôi bắt ngay tại chỗ. Xin lão gia phán xét cho. Tại sao ngươi ăn cắp bắp của người ta? Dạ bẩm lão gia, tiểu nhân thực sự rất đói, không còn cách nào khác mới bẻ vài trái bắp. Tốt kìa, ngươi cũng biết bắp này có chủ mà, tại sao quản cấp? Dạ đất trồng bắp này vốn là của nhà tiểu nhân, cây bắp cũng là do tiểu nhân trồng, chỉ vì chưa đủ tiền trả lãi, tiểu nhân đã thế chấp miếng đất này cho ông ấy. Có chứng tự thế chấp không? À, dạ có, trên tờ giấy này giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng, còn có dấu tay của người làm chứng nữa, lão gia xem. Nay Trương Nhị Quốc không đủ khả năng thanh toán tiền vay của Ngô Phú, đồng ý thế chấp cho Ngô Phú 3 mẫu đất canh tác, sau mùa thu sẽ trả vốn và lãi để lấy lại ruộng đất. Người thế chấp Trương Nhị Quốc. Bây giờ có khế ước ở đây, đất đai đương nhiên sẽ thuộc sở hữu của Ngô Phú. Trương Nhị Quốc, người ăn cắp bắp của người ta đã phạm tội, người có biết tội không? Lão gia, lão gia, quan cho tiểu nhân quá, quan quá mà lão gia, quan quá. Lão gia, xin đợi một chút. Bẩm lão gia, có thể để cho tại hạ đọc lại văn bản này một chút không? Đây, ngươi xem. Tội à? Lão gia, tại hạ có thể hỏi thêm Trương Nhị Quốc một vấn đề không? Được, cứ hỏi. Trương Nhị Quốc, lúc người thế chấp đất đai cho Ngô Phú, có thế chấp cả nông sản phẩm hay không vậy? Dạ không có, lúc đó những cây bắp trong đất đai vẫn còn là cây non, tiểu nhân chỉ thế chấp đất đai thôi. Chờ sau mùa thu, có tiền rồi sẽ chuộc về. Đại nhân, tại hạ cho rằng, tuy rằng Trương Nhị Quốc đã thế chấp đất đai cho Ngô Phú, nhưng lại không thể chấp nông phẩm cho ông ấy. Như vậy thu hoạch bắp của bản thân mình không thể gọi là phạm pháp chứ. Có lý, rất có lý. Đa tạ lão gia, đa tạ lão gia. Những trái bắp này được mọc lên trên đất đó, đương nhiên là thuộc về tôi chứ. Xin lão gia minh xét, xin lão gia minh xét cho. Tạm thời thì đất đai trong tay của ngươi, nhưng ngươi vốn không có quản lý về gieo trồng. Nếu ông ấy không có khả năng trả vốn và lãi cho ngươi, thì ngươi có thể trồng trọt đất đai của nghệ. Nhưng bây giờ còn chưa đến kỳ hạn đã hẹn, cho nên sư gia nói đất đai tạm thời thuộc về ngươi, còn nông sản thuộc nguyên chủ. Đây không phải rất công bằng sao? Bẩm lão gia, tôi... Đại nhân, sau khi tiểu nhân bán những trái bắp đó, nhất định sẽ chuộc lại đất đai. Các ngươi lui ra đi. Đa tạ lão gia, đa tạ lão gia. Lão gia... Đi. Linh Nhi, sao muội lại đến đây vậy? Hôm nay sư gia không được khỏe, xin nghỉ. Con muội tới đây được cứu huynh. Lão gia phải làm chủ cho tiểu nhân. Lão gia, ngài là thanh thiên đại lão gia. Có quan tình gì? Nói đi. Cháu trai nhà của tiểu nhân bị người ta bắt cóc rồi. Nó là đứa cháu độc nhất ba đời của gia đình tiểu nhân. Xin lão gia cứu mạng cho. Đứa bé mấy tuổi rồi? Đã bị mất vào lúc nào? Mất như thế nào? Nó năm nay mới mười mấy tuổi thôi. Chiều hôm qua trên đường từ trường đi về, không còn thấy bóng dáng nữa. Lão phu lo lắng đã bị kẻ bắt cóc đem đi bán, đưa vào trong cung làm thái giám. Cầu xin lão gia cứu cháu nhà tôi với. Cái gì? Tại sao cứ biết sẽ đưa vào cung làm thái giám vậy? Hôm qua có người nhìn thấy ở bên đường có vài đứa bé đã bị thiến. Mấy đứa bé nói vì họ xấu xí quá trong cung không lấy, bọn ác ôn đó cần tìm những đứa bé khác dễ thương hơn.
mà cháu của tôi lại vừa khôi ngô tuấn tú. Điều này thật đáng sợ quá. Hơn nữa, trong huyện từng có những gia đình nghèo khó không đủ sống, đã bán con cái cho họ để thiên lập thái giám. Những đứa bé đó không đúng nhu cầu nên đã ra tay bắt những đứa bé khác như cháu của nhà tôi. Kẻ ác ôn gì vậy? Ta nhất định không tha cho ngươi. Lão gia, hay là hãy ra lệnh cho bộ khoái lùng sục toàn thành, đồng thời giải lại hình dáng đứa bé để giám các nơi. Vậy theo ý kiến của sư già, nhanh chóng cho bộ khoái đi điều tra khắp huyện, nhanh chóng phán. Lên, 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 nhìn lên, nhìn lên, nhìn ra, nhìn ra, nhìn ra, nhìn ra, đây đây đây, đâu đây, đâu có chết đâu, việc gì mà hoang mang như vậy chứ? Không hay rồi, bên huyện Ngọc Điền đã kinh động lên cả rồi, nhà sai và bổ khoái kiểm tra từng nhà trong khắp huyện. Không dễ dàng gì mới đưa được đứa này về đây. Đừng sợ, ở lại đây trước đã. Nè, mấy đứa nhỏ này như thế nào đây? Hàng tuyệt vời đó, tuấn tú và khôi ngô. Trong hội qua đăng mà trang điểm sẽ thành tiên đồng đó. Được, hãy nuôi thêm ít thơm cho mập mạp. Chờ đủ số lượng rồi mới thiến chúng một thể. Đi. Tiểu thuận tử, tiểu thuận tử, qua đây. Nè, dạ. Lão gia, bên chúng ta đến bên bờ đê kiểm tra một chút đi. Đi bây giờ hả? Ở ngoài mưa, mưa lớn lắm. Cũng chính vì mưa như thế này, ta mới tới đó để kiểm tra một chút. Lão gia, vì lão gia lo lắng cho những người đang ở trên đê. Thuận tử, mau đi chung để chăm sóc cho lão gia đi, nhanh lên, đi chung với lão gia. Thuận tử, ở đây có cái ăn nè, nhớ chăm sóc lão gia. Quỳnh cũng phải cẩn thận nha. Trên đường nhớ cẩn thận nha. Tôi xem rồi, nếu mưa lớn hơn nữa thì cái đây này sẽ bị dở ra thôi. Ở bên kia còn có mưa dân, chúng ta qua đó nói chuyện với họ một chút đi. Lão gia ra ngoài tìm hiểu tình hình lũ lụt cho đến giờ vẫn chưa về. Lần này thì nhiều lão gia này hoàn toàn khác với những vị lão gia trước đây. Lão gia tới đây là làm thật tình đó. Lúc đầu cứ tưởng là lão gia chỉ lôi đình với chúng ta thôi chứ, không ngờ rằng cơn mưa của lão gia cũng lớn thật cơ. Đúng vậy à. Lão gia từ bớt lương bổng của mình, lúc đầu tôi cảm thấy như ngay lắm. Không ngờ rằng lão gia lấy số tiền khấu trừ của chúng ta mua lương thực và mở kho chuẩn tới bây giờ. Các vị hãy nghe tôi nói, bây giờ lão gia đang tắm trong cơn mưa lớn này, chúng ta không thể cứu mưa ở đây được. Đúng rồi, vậy đó, chúng ta định ra giao ra xem đi. Sau đó chúng ta đi lại tất cả đủ rồi. Để đi, giải quyết đi. Các vị à, ở ngoài mưa lớn như vậy, mọi người đừng đi ra ngoài nữa. Lão gia đang ở ngoài. Mưa ra ngoài đi xem xét tình hình thì chúng ta làm sao mà có thể yên tâm ngồi ở nhà? Bây giờ là lúc chính chúng ta chia nhau xem xét. Ở khi lão gia về rồi, xin nãy bảo lão gia đừng nên ra ngoài nữa. Chúng ta bẩm báo lại cho lão gia biết tình hình. Đi xem được. A Di Đà Phật. Như dân người bảo bể sẽ nghe được phúc đức của các vị đây. Đi, cầm mấy chiếc dù này, trên đường nhớ phải thật cẩn thận. Đi, cầm đi. Đi, đi, đi. A Di Đà Phật, mong Bồ Tát phù hộ. Lão gia, ngài mặc thêm vào đi. Mặc dù không phải là chiếc áo tốt lắm. Không sao đâu, có chiếc áo đỡ lại là tốt lắm rồi. Lão gia, nghe lão gia nói mở kho lương thực để cứu tế cho nhân dân. Nếu thật sự là như vậy thì chính là đã cứu được mạng sống của chúng con rồi. Đúng vậy đó. Nói thì nói như vậy, nhưng mở kho chiên lương thực như vậy cũng không thể là kế sách lâu dài được. Việc cấp bách trước mắt của chúng ta là cần phải làm tốt thủy lợi. Vậy lũ ở đây từng phải mất bao lâu mới có thể tháo hết nước được vậy? E rằng phải mất 1-2 tháng mới có thể tháo hết nước. Phải lâu dữ vậy sao? Vậy thì trong suốt mùa này sẽ không còn thu hoạch được gì đâu. Đúng rồi. Lão gia uống nước đi. Nè, các vị có biết không? Ở phương Nam quê tôi, mọi người lợi dụng đất trũng để trồng lúa. Nếu như ở đây cũng có thể lợi dụng ruộng nước đất trũng để mà trồng lúa thì hay biết mấy. Nhưng mà phải trồng như thế nào đây? Chúng tôi chỉ biết những lão gia có tiền thì ăn gạo, nhưng gạo là thứ còn chưa từng nhìn thấy, nói chi là trồng đây. Lão gia, chỉ nghe ông nói thôi chúng tôi muốn chảy nước miếng rồi. Nhưng mà ở đây có thật sự là trồng được hay không? Cho nên mới cần phải xem lại đất đai. Nếu mà đất đai ở đây cho phép thì tôi sẽ đi về phương Nam mang giống về đây. Đến lúc đó đích thân tôi sẽ dạy cho các vị trồng lúa.
có được không? Tốt quá. Nói như vậy á, những vùng trũng đất ngập nước đều trở thành ruộng tốt để mà trồng lúa rồi. Theo con á, thì việc này còn bền vững hơn là mở kho lương thực để mà cứu tế cho mọi người nữa đó. Đúng vậy. Mong rằng được như vậy. Dạ. Chết, thời gian cũng không còn sớm. Đi Thuận Tử chúng ta cũng nên về thôi. Nó không ở nhà mọi người chờ đó. Lão già này khỏe nha. Du Đầu à, sao người đó trông quen vậy? À, hôm đó những kẻ muốn bắt còn có người đó. À, nhanh lên, đuổi theo. Nhanh lên. Nhất định là hắn đã hại chết Hổ Tử. Dương Đề Bá, chúng ta đuổi theo đi, bắt hắn rồi đưa cho Dương lão gia. Đi. Uổng quá, để hắn chạy thoát rồi. Phen này mất hết manh mối, không biết đến lúc nào có thể trả thù được cho Hổ Tây. Dương Đề Bá, dạ, cha đừng có đau lòng. Để con chạy đi tìm Tiểu Thiên Tử, giờ quên ấy tập trung nhiều người hơn để giúp chúng ta, nhất định sẽ tìm được. À, đúng rồi, Tiểu Thiên Tử, quên là người bản xứ, chắc phải biết ở đây nên trồng loại rau nào mới thu hoạch được nhiều chứ. Nãy nãy, loại hành này ở phương Bắc không phải trồng như thế này đâu. Chúng ta có thể trồng một ít bí đỏ, củ cải, cải xanh, khoai trắng hay cái gì đó. Để mùa đói thì có thể dùng tạm làm lương thực. Được, chúng ta làm theo cách của Tiểu Thuận Tử đi. Thuận Tử ca, Thuận Tử ca. Nè, ở ngoài có tình hình gì mới không? Nói đi. Thuận Tử ca, rốt cuộc để đã tìm được hung thủ giết hại Hổ Tử rồi. Hay quá, vậy nhanh chóng cho người trói nó lại. Đi còn chưa đến hết mà. Đợi giờ cha theo đuổi hơn nữa ngày trời, lại để cho nó chạy thoát rồi. Chạy thoát rồi? Phải đó. Ôi trời, trời. Hôm đó đợi giờ Dương Đại Bá đang đốt lửa sưởi ấm ở cái bên miếu thu địa, nhìn thấy cái đó từ trong miếu chui ra, thì đợi giờ Dương Đại Bá đã bám theo, nhưng không ngờ hắn chạy rất là nhanh. Đợi giờ Dương Đại Bá đuổi theo không kịp, để cho nó thoát rồi. Tức chết đi được. Nè, Tiểu Nhu đâu? Thế ca ca có thể giúp được gì cho đệ? Cứ nói đi. Đúng rồi, Quỳnh ở trong huyện quen nhiều người hơn, hiểu rộng hơn. Để muốn cho Quỳnh đi tìm những người bạn của Quỳnh, xem thử có thể cùng nhau để dò la tin tức. Huyện Bảo Đệ không phải là rộng lắm, nhất định sẽ tìm thấy được hung thủ đó. Đúng đó, đúng đó, Tiểu Du Đầu nói rất đúng. Người đông lực lượng sẽ lớn, Quỳnh sẽ cầm tấm hình của hung thủ đi tìm, nhất định sẽ tìm ra. Được, Tiểu Thuận Tử ta đồng ý chứ. Nhưng mà có một điều kiện đó. Điều kiện gì? Quỳnh cứ nói thẳng ra đi. Giúp Quỳnh cuốc đất này đã. Ờ được, được. Nếu như Quỳnh nhờ giúp đệ bắt được kẻ khốn đó, thì cả đời này đệ sẽ giúp Quỳnh cuốc đất. Ừ, hứa phải chắc nha. Được, nhất có một câu. Không được nuốt lời. Tốt lắm. Nhanh lên. Sao, đến đủ chưa? Các bạn nhìn nha. Nhìn kỹ nha. Nè, các bạn có biết người này không? Không biết. Hắn đang ở trong quỷ của chúng ta, là một kẻ khốn nạn chuyên bắt con nít đi làm thái giám đó. Các bạn hãy nhìn kỹ đi. Nếu như nhìn thấy hắn thì nhanh chóng đến nha môn, nói cho ta biết nha. Biết rồi. Tôi biết. Lưu đại nương nhà kế bên tôi vì không có tiền đã bán đứa con của mình. Đây là điều chính mắt tôi nhìn thấy đó. Họ nói Tiểu Đức Tử chỉ có 20 cân, đại nương chỉ đổi được 20 cân lương thực gì nha. Đồ khốn kiếp. Thuận Tứ ca ca, để con biết, bây giờ họ không còn tìm những đứa bé nghèo khổ như thế này nữa. Bây giờ họ chỉ bắt những đứa bé của gia đình giàu có, vừa bảnh vừa dễ coi. Tuy rằng bây giờ họ không tìm chúng mình nữa, nhưng chúng ta cũng không thể nào tha cho họ. Vì sau này họ cũng thể bắt chúng ta mà. Đúng. Mà giúp cho ta bắt được nó, Thuận ca ca từ đây sẽ thử. Cái gì vậy? Ca ca sẽ đào khoai và bắp nướng cho các bạn ăn. Thôi đừng có nổ nước miếng nữa. Luôn nghĩ đến nhiệm vụ của ca ca giao cho các bạn nha. Đi. Các người nghe cho kỹ đi. Từ nay về sau không ai được tự động ra khỏi cửa. Nếu cần ra ngoài thì phải đi xe ngựa. Nghe rõ chưa? Dạ. Đi. Đi thôi. Đúng vậy. Lần trước nguy hiểm thật.
Ngày xưa khi làm cẩm y vậy, lúc đó thì thật là muốn mưa có mưa, muốn gió có gió. Nghĩa phụ của ta lại là chủ quản thái giám của thượng thiện giám. Có món ngon nào tiến cống lên cho hoàng thượng đều phải đi qua tay của nghĩa phụ ta trước. Có một số món đồ ngon ta còn thưởng thức sớm hơn các hoàng thượng nữa kìa. Nhưng mà bây giờ đúng là phượng hoàng gãy cánh không còn một con gà nữa, bị nhốt ở trong một nơi ma quái, kể cả đến lầu xanh cũng khó. Tất cả việc này cũng tại thằng Viên Quang cả. Ê, lão già xem trí nhớ của con, cứ lo mấy đứa nhỏ đó đã quên mất việc chính rồi. Con đã chuẩn bị cho lão già một cô nương rồi đó. Thật hả? Đâu rồi? Ở sau giường, con dẫn lão già qua xem. Tên tiểu tử này, ngươi trở nên thông minh từ lúc nào vậy? Đi. Viên quyền lệnh, củi lửa cần sưởi ấm ngày đông trong hoàng cung từ xưa đến giờ đều do quyền này cung cấp. Nếu như ngươi không nhanh chóng cho người chuẩn bị đầy đủ đưa vào cung, mà để cho hoàng thượng và nương nương bị cảm lạnh, thì ngươi gánh không nổi trách nhiệm đâu. Xin công công yên tâm, hạ quan không dám sơ suất, chắc chắn sớm chuẩn bị tốt than củi và sai người chuyển vào hoàng cung. Ấy, ngươi đừng quên rằng những chiếc chiếu mỗi năm cần sử dụng của sưởng mộc trong cung, đến lúc đó không đủ số lượng thì hoàng thượng sẽ trách tội nô tài cũng sẽ lấy ngươi ra hỏi đó. Công công à, cót năm nay còn chưa tới mùa, nhưng xin công công yên tâm, chờ khi cây chín có thể thu hoạch, tôi nhất định sẽ sắp xếp nhân lực để kịp thời đan và đưa vào trong cung. Ngươi đã lo đầy đủ cái đốt và cái để xây dựng rồi, thế còn cái ăn thì ta nói cho ngươi biết nghe, bây giờ tiêu hao trong cung càng lúc càng nhiều đó. Những con cá ngân, cua và đồ biển do các ngươi tiến cống còn thiếu rất nhiều mới đầy đủ. Hả? Năm nay có thể phải tăng lên gấp bội. Ngươi còn không nhanh chóng sắp xếp nhân lực để ra biển đánh bắt, đến khi chậm trễ rồi e rằng sẽ không kịp nữa. Công công không hiểu hết tình hình ở đây. Nông dân bổ huyện nghèo đến nỗi phải chạy nạn tứ xứ, tôi biết đi tìm ở đâu và sắp xếp đâu người như vậy. Câu nói này đừng có nói với ta nghe, đi nói với hoàng thượng đó. Chúng ta là những nô tài chỉ biết phục vụ tốt cho hoàng thượng, còn những cái khác không liên quan gì tới ta. Lão gia, cơm nước đã chuẩn bị xong, nãy nãy mời lão gia vào bên trong dùng cơm. Công công không cần phải lo lắng, những gì công công dặn dò hạ quan, hạ quan đã ghi nhớ trong lòng rồi. Hạ quan sẽ nhanh chóng sắp xếp công cán để đi lo liệu, bây giờ không còn sớm nữa. Theo hạ quan, công công cũng nên về nghỉ ngơi sớm hơn đi. Về đâu hả? Chúng ta được hoàng thượng phái xuống để đôn đốc việc làm, lần này đến đây chúng ta sẽ không đi đâu hết đó. Nè, ngươi nhanh chóng sắp xếp nơi ở cho chúng ta đi, và kiếm cái gì ngon miệng đến đây cho chúng ta. Vậy thì hay quá, nếu như các vị công công không chê thì mời dùng chung bữa cơm với hạ quan cũng được. Ăn tại chỗ xem ra cũng không tệ lắm. Dạ. Xin mời công công. Thôi đi. Hả đi. Lý Tam, ngươi được đó, ngươi thật sự đã đưa nó về đây rồi. Sao thấy được không? Ê, tỉnh dậy đi. Lão già đến thăm cô kìa. Tránh ra. Dạ. Người đẹp của ta. Lão già, tôi cầu xin lão già hãy thả tôi đi. Ở nhà còn có đứa bé nữa. Lão già, tôi cầu xin lão già thả tôi ra đi. Làm sao ta thả cô nương ra được? Lần trước cái thằng nhãi ranh ma kia đã cắn ta một cái, hôm nay ta phải cắn lại ngươi một miếng. Qua có đây mà, có mà. Ta sẽ giết ngươi đó. Lão gia, làm sao đây? Mau mở cửa đi, nếu không mở cửa người ta nghi ngờ hơn đó. Nhanh lên. Dạ. Là quân gia hả? Có việc gì không? Chưa rồi ta đi ngang đây, hình như có nghe tiếng người kêu cứu mạng. Cứu mạng hả? Có phải lão gia nghe lầm không? Dạ. Ông không có nghe lầm, là có người kêu cứu mạng. Là do vậy hôm trước ta từ lầu xanh
tìm được một cô nương về đây đó. Quần già cũng biết rồi, nó không thể để cho ta, nó không để cho ta đến gần. Được rồi, chuyện này ta không lo nổi đâu. Gần đây ở phía trên kiểm tra rất cắt cao, nếu không có việc gì thì đừng làm phiền ta nha. Dạ. Ông đi cẩn thận nha. Nhanh lên, đóng cửa lại. Nhanh lên. Công công, xin mời vào bên này. Xin mời. Mời, xin mời. Ừ? Mấy thứ này ăn có ngon không? Ăn ngon lắm, còn thơm nữa. Đây nè, ông thử xem. Viên tri huyện, nhà của tri huyện tiết kiệm như vậy từ lúc nào vậy? Mấy cái thứ này ăn có nuôi sống nổi con người không vậy? Vậy đúng vậy. Tiểu công tử à, nhà của công tử bình thường ăn những thứ gì vậy? Nhà của con ngày nào cũng ăn những thứ này. Mẹ nói ăn cái này có thể đỡ đói. Gia đình nghèo còn không có mà ăn. Con nói có đúng không? Đúng. Cái này là cơm sao? Cơm gì vậy? Chúng ta ngoan ngoãn đi. Viên tri huyện, cả nhà tri huyện ăn cơm đi. Chúng ta là người ngoài không quấy rầy. Thôi ra ngoài đi, tùy tiện ăn chút gì. Các người nói đi, thế nào? Đi. Các vị công công à, đây là những khoai lang mới thu hoạch trong năm nay đây. Nếm thử một củ đi, vừa thơm, vừa ngọt lắm đó. Công công, xin đi cẩn thận. Họ sao lại đi cả rồi? Những loại người như họ, bình thường ở trong cung đã quen ăn sơn hào hải vị, làm sao ăn nổi những gạo cơm thô như nhà của mình. Đi, chúng ta cứ ăn. Tội lỗi. Những loại cơm thô tháo này trong huyện bảo để của chúng ta còn nhiều gia đình chưa có mà ăn nữa. Biết trước họ không có ăn như vậy thì con không có làm nhiều đến vậy đâu. Không sao đâu, còn dư thì chút nữa chúng ta để đến cho người nghèo ăn. Tuy Quanh à, Tiểu Thương Tử. Dạ. Qua đây, cùng ngồi xuống đây đi. Tuy Quanh, ăn đi. Ăn đi. Qua đây. Nè, ăn đi. Ba, chú ba. Thật là buồn chết đi được. Người đâu? Lão già, chuẩn bị xe, ta muốn ra ngoài. Ra ngoài? Nếu không may gặp phải bọn tiểu tà chủng thì sao? Những nơi đó đâu phải là nơi bọn chúng có thể vào được. Sợ cái gì chứ? Đi. Dì Khải ngoan, con đi chơi với Thúy Quanh tỷ tỷ đi. Dạ. Tư công, hôm nay bọn cô công đó lại hối thúc rồi sao? Tư công dự tính phải đối phó thế nào? Quynh dự tính sẽ tâu thỉnh hoàng thượng, quy bỏ một số sưu dịch nặng nề tại địa phương. Ngoài ra, con đường vận chuyển cá ngân tới kinh thành cũng nên thay đổi. Thay đổi? Như đây là quy củ trong mấy chục năm nay rồi mà. Nhưng quy tắc để lại như vậy vốn không hợp lý, cho nên cần phải sửa đổi. Mùi xem đây, số lượng cá ngân mỗi lần tiến cống đều không đủ. Cũng vì trên đường vận chuyển về tới kinh thành rất nhiều đã bị hôi thối và biến chất. Một số lớn vốn không thể nào ăn được, còn một số lại bị bọn thái giám cai quản chia chác riêng tư hoặc là bán đi bỏ túi riêng. Phần đến hoặc cung đương nhiên không thể nào đủ số lượng, nên mỗi một năm phải tiến cống nhiều đến 9 lần. Thật quan phí công của bá tánh. Huynh kiến nghị sau này vận chuyển cá ngân thay đường lộ bằng đường thủy và bố trí những binh lính chuyên trách canh giữ. Như vậy không những không làm chậm trễ thời gian vận chuyển, và còn có thể phòng hờ cá ngân bị tẩu tán trên dọc đường nữa. Nếu được như vậy thì hay quá rồi. Nếu như chỉ một lần tiến cống mà đã đủ số lượng thì cũng không đến nỗi phải tiến cống đến 9 lần mỗi năm, làm hại cho bá tánh không có thời gian trồng trọt nữa. Đúng vậy. Nói đến vấn đề trồng trọt, gần đây Quynh và Tiểu Thuần Tử ra ngoài khảo sát đất đai ở trong huyện. Quynh phát hiện có một số nơi còn có thể thử trồng một ít lúa của phương Nam. Ví dụ như ở chỗ Hồ Lô Hoa và xung quanh vùng sông Bao Thu, chất nước ở đó hy vọng có thể trồng được. Nhưng mà thiếp nghe dân làng xung quanh nói, chỗ của chúng ta ở gần biển, thủy triều thường xuyên ngập vào, ruộng đất đã bị nhiễm mặn. Không những ruộng như vậy, tư công xem, nước của chúng ta đang uống cũng bị như vậy nữa. Tư công xem đi. Trong bình nước này nè. Ây da, đúng là như vậy.
Nhưng mà huynh nghĩ nên phải có biện pháp cải thiện. À, hay là như vậy, huynh nghĩ chúng ta có thể trồng trước một số thực vật thích hợp với vùng đất nhiễm mặn này. Thời gian dài sau này thì có thể cải tạo được đất đai, sau đó chúng ta có thể trồng lúa được thôi. Nếu thật sự được như vậy thì hay quá rồi. Vậy thì lão Ba Tánh ở Quyền Bảo Đệ này cũng có thể được ăn gạo cơm rồi. Đúng vậy. Bây giờ huynh chuẩn bị thảo một bài khuyến nông thư để cho bá tánh của cả huyện theo phương pháp của huynh để làm ruộng. Làm như vậy không cần tốn bao nhiêu năm thì lương thực trong huyện có thể tự cung tự cấp rồi. Thật sao? Đúng vậy. Vậy thì tuyệt vời quá. À, con muội, muội đang làm cái gì vậy? À, tiếp đang theo cho Viên Khải một chiếc yếm bằng tơ. À, nè, tại sao muội lại nhỏ nước củ tỏi lên trên miếng vải vậy? Tướng công, sao tướng công không biết vấn đề này hả? Ở quê mình á, khi thêu vào những tấm lụa tơ tầm đều là dùng nước tỏi để chấm lên trên miếng vải. Như vậy thì những hoa lá thêu lên trên vải sẽ không bị mốc và không sâu mọt nữa, cũng không bị bay màu hay là úp vàng đó. Huynh thật sự kém hiểu biết về vấn đề này rồi. À, tướng công xem như củ tỏi Quyền Bảo Đệ của chúng ta trồng rất đặc biệt, không những tép thịt trong và mùi vị cũng nhạt, không làm cay mắt của thiếp, dùng rất là tốt đó. À, đúng là như vậy thôi. Ngày mai muội tìm cho huynh thêm vài củ tỏi nữa. Tôi còn lấy củ tỏi để làm gì? Hay là muốn học thêu? Quan trọng hơn thêu thùa nhiều chứ. À, nè, ta đi gọi Viên Khải trước. Viên Khải, Viên Khải, đến đây, đến đây, nhanh lên. Liên nãy nãy đều chuẩn bị xong hết rồi. Dạ, ừ, chúng ta có thể đi được rồi. Vậy chúng ta đi đi. Ừ. Nãy nãy. À, cảm ơn. Đi nè, ăn miếng bánh này đi. Dạ, cảm ơn, nè, cảm ơn. Nè, mọi người ăn miếng đi. Viên Khải, đi qua bên đó chơi đi. Đi lên. Đây nè. Cảm ơn nãy nãy. Cảm ơn, cảm ơn. Dạ, cảm ơn, cảm ơn. Cầm nè, coi đi, coi đi. Nè, nè, coi đi. Nè, cái cò he này đẹp không? Có vui không? Vui. Nè, nè, ghé vô xem đi. Cầm lấy, ghé xem nha. Nhưng mà huynh không có mang theo tiền. Mua cho cháu đó đi. Xem một chút thôi nha. Đẹp lắm đây. Chúng ta chỉ có thể nhìn một chút thôi. Được không? Còn nít nó thích, lần sau trả tiền cũng lần được. Lần sau trả cũng được hả? Được, được. Thế nào? Nè, hai đứa bé này không tồi chứ. Nghi phụ nhất định sẽ thích lắm đó. Vừa mới nhìn thì biết là hàng tốt rồi. Bây giờ ra tay đi. Nếu như không có người lớn đi theo thì ra tay ngay. Đi. Tiểu thiếu gia, ta đây có tiền nè, ta mua cho thiếu gia có được không? Đi. Ai cho nói đi. Dạ. Nè, Liên nãy nãy, nãy nãy tiếp tế cho chúng tôi, chúng tôi làm sao dám. Sức khỏe của mọi người không tốt, gia cảnh lại khó khăn, còn tôi chỉ cố gắng được một ít thế này thôi. Nãy nãy à, Viên Khải, Thiệu Viên không thấy. Đi đâu rồi à? Dạ, đi tìm họ trước đi. Chúng ta qua bên đó xem thử xem. Có chuyện gì vậy? Nè, cho ngươi cái này. Các ngươi có biết đây là cái gì không? Biết chứ, là tỏi mà. Đây không phải là tỏi của Quyền Bảo Đệ ta sao? Vậy các ngươi có biết nó có tác dụng gì không? Đương nhiên nó có thể ăn được. Vậy giá cả của loại tỏi này có mắc hay không? Hey, nó rẻ lắm. Rẻ. Hôm nay ta muốn để cho củ tỏi này trở thành báu vật. À, điều này tiểu nhân không hiểu. À, các ngươi có biết không, loại tỏi này là một vật rất cần thiết cho thêu tơ lụa. Trong vùng Giang Tô Triết Giang này, dùng nước củ tỏi chấm lên trên vải thêu có thể tránh được bị mốc, không sâu mọt, hơn nữa không bay màu. Mặt khác, những củ tỏi được sản xuất tại Quyền Bảo Đệ của chúng ta lại tốt hơn nhiều so với củ tỏi của địa phương khác. Tốt hơn chỗ nào? Tỏi được sản xuất ở nơi của chúng ta, tép tỏi rất trong, hơn nữa vị nhạt. Điều quan trọng hơn nữa là không làm cay mắt. Nếu như dùng nước tỏi của Bảo Đệ thấm lên trên đồ thêu Giang Tô thì điều này tốt biết mấy. Điều này chúng tôi thật sự chưa bao giờ nghĩ tới. Hàng thêu Tô Châu nổi tiếng cả nước. Triều đình mỗi năm đều phải mua rất nhiều dải lụa tơ tằm của vùng Tô Châu Triết Giang này. Các cứ nghĩ xem, nếu như là hàng thêu Tô Châu chuyên dùng tỏi của Bảo Đệ chúng ta thì từ nay về sau sẽ tốt biết mấy. Xem ra trồng tỏi cũng kiếm được khá nhiều tiền à nghe. Cũng là lão gia có tầm nhìn hơn. Viên Khải à, huynh đệ mình cũng phải về nhà thôi, nếu không mày sẽ la đó. Viên đệ muốn mua,
À, đúng rồi đúng rồi, nhà tôi có, tôi mời công tử ăn đi. Thiệu Di, đi nào. Viên Khải, hai huynh đệ kia kìa. Dạ. Thiệu Di, hai con đi đâu vậy? Trời ơi, Thiệu Di nè, làm cho tỷ sợ quá à. Hai huynh đệ đi đâu vậy? Mau về nhà đi ha. Cho bà đẹp muốn đi chơi một chút. Viên Khải à, con phải dừng lời, chắc không muốn mẹ dẫn con ra ngoài đâu. Nếu con không dừng lời thì sau này sẽ không cho con ra khỏi nhà một nửa bước đó. Đi. Thôi đi ha. Đi về. Thì ra hai đứa này chính là con của Viên Hoàng. Mối thù của Lý gia ta phải trả rồi đây. Công tử nói nhỏ thôi. Viên Hoàng, ta không làm cho ngươi tuyệt khẩu thì ta sẽ không mang họ Lý. Đi về. Lão già, từ khi lão già đến huyện Bảo Đệ, Bảo Đệ chúng ta thật sự có một thay đổi lớn. Lão già không những tiếp tới ba tanh, còn dạy cho họ bằng chính tay mình cải thiện cuộc sống và thay đổi số phận. Lão già thật là giỏi giang đó. Được lắm nghe. Chúng ta nghe lời lão già, nói là làm liền. Tôi lập tức triệu tập ba tánh của toàn huyện, giới thiệu mọi người trọng tuổi mới được đó nghe. Đúng đúng đúng. À đi đi đi. Chờ một chút, đây là bài khuyến nông thư của ta. Ngươi lập tức ban bố xuống dân gian khắp mọi nơi, làm sao để cho bá tánh toàn quyền đều có thể đọc được, để cho bá tánh biết được phải làm như thế nào. Dạ dạ dạ. Đi đi. Dạ. Năm 16 Giang lịch, Viên Hoàng hướng dẫn nông dân huyện Bảo Đệ trồng cấy lúa nước. Dưới sự chỉ đạo của Viên Hoàng, Dùng Thiên Tân đã ghi lại lịch sử lần đầu tiên xuất hiện lúa nước tại đây, cũng là tiền thân của Thiên Tân Tiểu Trạm. Viên Hoàng đề xướng trồng tỏi cũng trở thành một nguồn thu nhập quan trọng của huyện Bảo Đệ. 800 năm nay vẫn nổi tiếng khắp cả nước. Bài văn khuyến nông thư Viên Hoàng sáng tác năm ấy, đến nay vẫn là bài trước tác quý giá trong nông nghiệp. Tiểu thuần tử, Tiểu thuần tử qua đây giúp muội với. Tiểu thuần tử, nè, Tiểu thuần tử, nè. Nè nè nè, huynh làm cái gì vậy? Đang suy nghĩ chuyện gì? Lão gia gặp phải chuyện khó xử rồi, làm sao huynh không lo? Việc gì vậy? Trời ơi, nói nhanh lên đi. Rốt cuộc là chuyện gì? Mau nói đi. Còn việc gì khác nữa chứ? Việc tìm hung thủ đến nay vẫn không có manh mối gì. Còn tiểu nhu đầu kia cũng bật tin tức. Nè, huynh đừng có lo lắng. Nếu như có tin tức á, thì nó nhất định đến nói cho huynh biết mà. Huynh chờ thêm đi. Tiểu thư tử à, huynh qua bên đó đổ thêm ít nước cho muội. Tiểu thư tử, Tiểu thư tử, nhanh lên đi, múc cho mùi một gáo nước đi mà, ngơ ngác làm gì. Nhanh lên đi, thêm gáo nước cho mùi đi. Nhanh lên. Quần áo của huynh đã dơ hết rồi, cởi ra đi, để mùi giặt cho. Vậy thôi mà, đừng có thế này thế nọ nữa, có gì phải mắc cỡ chứ. Nhanh lên, nhanh lên. Mau cởi ra đi. Ê, trời. Ủa, sao rồi, để huynh xem. Để mùi. Để huynh xem. Quýnh thổi cho nha. Còn nhức không? Sao? Còn nhức không? Hết nhức rồi. Để Quýnh giặt giúp cho. Được, Quýnh giặt đi. Ta kêu các người thống kê lại các con số, đã làm xong chưa? Các con số đều đã thống kê đầy đủ. Con số những người bị nạn, đất đai bỏ hoang, tổng số gia súc bị chết, số người dân chạy nạn, còn lương thực phải tiến cống, lao dịch được trưng dụng đều được ghi trên sổ sách cả rồi. Thưa lão gia, trước đây không có thống kê, chúng tôi chỉ biết trong huyện hàng năm thường thiên tai nạn đói, lại không bao giờ nghĩ đến phải đóng thuế má và lao dịch nặng đến như vậy. Có nhiều thứ cống phẩm và sai vặt của cấp trên mới làm cho bá tánh nghèo khó như vậy. Bá tánh không gánh nổi mới bỏ quê nhà tha phương cầu thực. Nếu tiếp tục như vậy thì làm sao sống được nữa. Thuế má lương thực nặng nề, người nghèo muốn sống thì buộc phải đi ăn cắp, ăn trộm. Trước đây luôn trách tiện dân nhiều nhà lao ít, nhưng mà lại chưa từng suy nghĩ tình trạng đó đều do nghèo khó mới phát sinh. Bẩm lão gia, người nghèo có được bữa cơm thì còn ai muốn sống trong lao tù chứ. Nhưng mà bây giờ triều đình tính thuế cho huyện phải tăng lên gấp bội. Đến lúc
Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật. Nam mô